Theo tin của hãng thông tướng UIP quân đội Thái Lan hiện đang muốn mua thêm 8 chiếc phi cơ phản lực huấn luyện T-50 của Nam Hàn. Tờ Bangkok Times vào hôm thứ Ba nói rằng, chính phủ Thái Lan hiện đang chuẩn bị mua thêm các phi cơ này, trị giá tổng cộng hơn 200 triệu đô la. Không quân Thái Lan dự trù sẽ mua 8 chiếc phi cơ T-50 trong vòng 3 năm và giao kèo có được ký hợp hôm 29 tháng 7 với công ty sản xuất phi cơ Nam Hàn KIA. Các phi cơ này sẽ thay thế các chiếc A-39 do tiệp khắc chế tạo, nay đã lỗi thời. Vào năm 2015, thì Thái Lan đã ký giao kèo mua 4 chiếc T-50 trị giá 110 triệu đô la và sẽ giao đầu vào năm 2018. Các phi cơ này hiện cũng đang được xuất cảng sang Indonesia và Philippines.